Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Hôm nay mình lại cầm vị tướng Tu lên nha các bạn. Chị mê bộ skin này quá là đánh con tướng này hoài luôn. Thôi, hôm nay mình sẽ có kèo đối đầu với lại bạn Gia Ta nha. Đầu game thì mời anh Gia thì mình đã qua cướp bộ cho bạn rồi. Thôi, nhưng mà mình chưa nhảy hai các bạn ơi, đánh sao mà lại. Nhưng mà anh ra giật độc được hạ được cái mạng của bạn Flash nha bạn. Ôi tè bạn trâu lắm, tè mạng tới con Togo với lại con Ten nữa bạn. Ồ mình chưa có hai nữa, chưa có hai là mình bây giờ mình lấy đồ tải rất lâu nữa bạn. Ô nhưng mà vẫn hạ được cái mạng của Togo nha bạn, vô rất là nhanh nha. Đánh nhau nữa hả? Ồ, mời ra lại qua tiếp tục qua cướp các bạn. Ồ, pha này chắc xong ao rồi. Ồ, vẫn chạy được nữa bạn. Ôi, rồi chạy. Lát còn đúng 1 chấm máu. Bay đâu làm gì làm gì. Có khó chịu nha, tên bạn đầu game bị tên mình bị mọi người ép cướp bùa đầu game, bây giờ tên bạn lại ép lại nha bạn. Tù rất là khó chịu luôn. Quá trâu đi. Ở trên thì ở đây thì mình hạ được một người nữa rồi. Rồi, trận đấu này thì team mình có mời canh ga đi support nha các bạn. Mình chưa nhảy được 4 nè. Rồi. Vừa nhảy luôn. Chậm hơn Gia Ta rất là nhiều nha các bạn. Rồi. Còn team bạn cũng bích một cái đội hình rất là hài, đó là thêm đi top nha. Đấu này thì team bạn sẽ rất là trâu luôn. Rồi mình cướp được con cua rồi. Nhưng mà đổi lại thì team bạn không có cái đường ok được mạng của bạn ha. Hai mạng luôn các bạn. Ở đây thì lượng sát thương của team bạn nó sẽ không có lớn bằng team mình nha. Team Flash là lớn mới luôn nè. Rồi ok được 3 mạng luôn. Quá thơm. Thế nè. Được không? Ôi, thôi, không được rồi. Hai này xong ai ôi rồi. Hết chạy rồi. Có đâm đầu vô trụ thôi. Cái lợi thế là khi mà các bạn cặp Tu Lane á thì nhờ cái chiêu 2 á, mà mình đối đầu với Flash các bạn thì nó sẽ có phần lợi thế hơn nha. Tức là các bạn có thể chạy thoát được cái chiêu cuối của Flash nha. Đây, mình sẽ bắt cái bóng của Flash nè. Ok, bạn bá đạo luôn. Rồi, cái lượng của trụ đường giữa rồi. Rất là dễ dàng nha.
Thế là không rút lại, không rút lại là mình mất bóng nè. Ồ, không rút lại ô dụng tháo hả? Khó chịu thế. Thật mất cầu thành công nè các bạn. Ồ, đây mặt đông quá đông rồi. Ào đánh mình thấy ào đánh giống Tết tướng lắm nha các bạn. Ok, vẫn chạy được nha. Rồi, làm được cái mạng ra luôn này nè. Làm cái mạng này đó, ok, mình có mạng chim thuyết nha. 5-0, việc nhẹ lương cao thôi. Thì việc đứng bắn lô điểu thôi là có mạng. Ủa, hai đứa flash kìa. Ôi, nhưng mà cũng phải bỏ lại cái mạng thôi. Đây, 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 đây. The collected strength is more than one could ever ask for. Này bắn lô điểu tào lao rồi. Sao bên lẻ 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 lẻ. Máy mình bao mau hết pin lắm. Rồi ok, mình sẽ soạn cái phương nguyện nha bạn. Nhưng khi mà pin tụt xuống thế này á, thì đánh rất là lắc nha các bạn. Không có được mượt như mà lúc mà pin còn đầy đủ đâu. Lại mấy này mình thấy cái phần về phần mình không biết là do mạng hay là do vô game mới cập nhật lại nên là nó lắc nữa, nhưng mà mình cảm thấy là khi mà vào combat nó giật lắc dữ lắm mấy bạn. Và thấy nhiều bạn cũng bị tình trạng giống như mình đó, nhưng đang vào combat cái bị đứng hình, đứng tầm khoảng chừng hà 1 giây rưỡi tới 2 giây á, không ít đâu. Rồi có những trường hợp là đang đánh mà nó giật lát mắt luôn, giống như là binh binh miền núi vậy các bạn. Nó này thì khá là dễ dàng cho team mình nha. Tại team bạn bích tới hai vị tướng hơi châu bò. Một là vị tướng Ken, hai là vị tướng Toro nha. Bạn không 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 có đấu sĩ nên là cái việc bắt AD của mình nó cũng hơi khó, không dễ đâu. Thì được có team bạn có được cái là Yata nè. Yata để bắt AD với lại Flash. Thì do là team bạn có Flash nó khá là cơ động á, hay là nó cũng là một cái điểm bù vô team bạn nha. Bù trừ cho team bạn, thay vì team bạn không có đấu sĩ thì team bạn rồi phải là xong rồi nè. Team bạn không có đấu sĩ thì sẽ có lại được cái lượng sát thương từ hai vị tướng pháp sư của team bạn nha. Trận đấu thì gia ta khá là gánh nha các bạn. À, gia ta là tên là John Shopee nhưng mà lại đánh gia ta. Bạn ấy là xanh nhất trong team bên kia rồi.
Thế bạn thì sát thương mình thấy nó cũng đồng đều đó bạn. Hayata với Palace thì hai lực lượng sát thương này nó khá là lớn rồi. Thêm nữa thêm bạn có hai vị tướng châu nữa, khi mà đưa ra để mà combat tổng ấy, đưa ra đỡ đam á, nó cũng là một cái lợi thế nha. Rồi giờ AD mình nhờ, cái còn mình khe cho AD một tí để AD được bắn thôi bạn. Cho mình vị trí này không có ai châu hết. Mà Ganga thì phải lên đồ đi kiểu pháp sư rồi. Không mà nghĩ ao này chắc là ao chắc tướng quá bạn. Để đánh mình thấy nó cái lượng sát thương của mấy nó ra rồi xong rồi. Ờ, phải này chắc xong rồi. Đấy, ăn cái phá là lên bảng luôn. Thôi, mình bấm nhận cái lô điểu rồi. Mình bắt đầu mất lợi thế nha. Thì kèm bạn trâu quá, bây giờ đánh không không thủng qua được cái lớp giáp. Đợi xíu, mình sắp hồi lô điểu. Rồi, ok, hai thêm đúng không bạn? Với ta mình bây giờ bắt đầu hơi bị bế tắc nha. Thấy dàn tanh bên kia bắn ngán quá, bắn rễ cái cung của Theonaut luôn. Rồi, ở đây cho mẹ bá đạo rồi. Giờ kiểu như là đánh một đối một vậy đó bạn, không có lời gì lắm. Họ phải có xuyên giáp nha. Hấp ơi đê ơi, Thủ đô nó qua nó bắt nè. Pha này xong AD mình rồi. Rồi, để mà tôi đô bọc về sau để bắt AD là chắc AD còn đúng cái nệt AD chạy không nổi. Ủa nó hút kìa. Không có sai nha, mình là sẽ hạn chế lên cao nha. Đó, nó lại hút nữa nè, rất là khó chịu nha. Rồi xong ao nữa rồi. Đó, nghe thấy không? Bị giật lắc đó, rất là lắc luôn. Đó, nhưng mà con bát cái nó bị đứng hình như vậy đó bạn. Thôi về 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 yếu máu rồi, dựng pháo bắn đầu quá. Rồi mình bắn cái lô điểu để dọn mình to con rồng này cho nhanh. Thấy được tem mình yếu máu rồi, tem mình cũng biến về rồi. Thì bây giờ mình hồi nó cũng nhanh, lô điểu hồi cũng nhanh đó bạn. Mấy giây rồi lên bạn hết rồi. Thì ta trận này đúng đúng là gánh gánh luôn nha bạn, bay rất là bây giờ bay rất là ghê nha. Thì mình không có chống chịu nên là người ta bay một cái là có thể là ăn double kill, triple kill luôn bạn. Bay nữa nè. AD mình lên mình bắt luôn. Ồ dựng pháo đâu vậy? Bắn kìa. Ôi. Cái này lỗi rồi. Cái này đánh ngáo quá rồi. Dựng pháo bắn đâu thế nhỉ? Our
Đấy, thì mình không có phanh bởi vì đánh rất là khó nha bạn. Thì gặp hai bên kia có hai vị tướng tanh luôn, một con Togo nó đã trâu rồi, còn thêm một con Thane nữa. AD bắn mệt kỹ luôn nha. Ok, Na hạ được cái mạng của Yota rồi, để giảm đại cái áp lực ở cái phần lính đẩy chủ mít của mình được nữa bạn. Nhưng mà còn có vấn đề của về xe của Selenka nữa, để giết hạ được Selenka các bạn. Bây giờ Âu nãy giờ bắt Selenka mình thì cảm thấy rất là khó nha. Ờ, để nè, đi lẻ nè, đi lẻ nè, lẻ nè. Thôi, lượm lên đi trước đi. Rồi, ok, một mạng. Rồi, đây là sai lầm của tên bạn nha bạn. Rồi, ok, được hai mạng. Một viên một mình ra ăn, không phải mình ăn. Rồi, rồi, con này chắc win luôn, all win luôn các bạn ơi. Ồ, quá dễ rồi. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye.